Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn cơm với muối mì tôm. Đó. Bây giờ là mỗi tháng mình sẽ trích ra một khoản tiền để mình làm từ thiện. Ví như tuần vừa rồi thì mình nhờ một bên ông anh ông nấu cho 100 phần xôi để gửi tặng cho bà con có bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu này, họ đi nuôi bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu á, thì mình có gửi tặng 100 suất xôi ở đó. Và tuần này thì mình dự kiến mình sẽ mua khoảng 200 kg gạo và một ít dầu ăn hoặc là bột ngọt hay gì đó, thì mình sẽ đi kèm với gạo để mình tặng cho bà con ở một nói chung là trên đường mình đi lên Lâm Đồng thì mình sẽ chọn một khu vực nào đó để mình tặng cho bà con ở đó. Thì muốn làm được những việc lớn các bạn thì mình sẽ phải làm được những việc nhỏ, mình phải biết tiết kiệm tiền đó nha các bạn ha. Thì không phải là cái việc ăn muối mì tôm là để tiết kiệm tiền, cái ý của mình ở đây không phải vì vậy, nhưng mà ý của mình là một bó muối mì tôm với một tô cơm thôi thì mình cũng có thể đã no bụng rồi đó. Như vậy thì chúng ta giảm cái phần ăn uống của chúng ta lại trong hàng ngày, và đặc biệt là những việc như mà đi trà sữa hay đi cà phê chẳng hạn, thì chúng ta cũng nên biết lựa chọn những quán nào nó phù hợp và cái số lần đi của mình nó phù hợp với, tùy theo cái công việc mình có nhất thiết phải đi hay không thì mình mới đi. Chứ không phải lúc nào mình cũng phải đi quán cà phê, có thể là anh em gặp nhau ở đâu đó mình vẫn có thể ngồi nói chuyện được. Hoặc là mình trong khi chọn quán cà phê thì mình cũng chọn những cái quán nó có cái giá thành vừa phải thôi. Hoặc là khi mình uống ly cà phê thì mình vào quán uống cà phê thì mình cũng chọn cái thức uống nó có giá thành hợp lý để mình uống được, chứ không phải là mình muốn uống cho ngon thì mình cái ly nó nhiều tiền hơn. Đó là những cách mình tiết kiệm trong những cái vật nhỏ nhất. Hoặc là chúng ta đi đường chẳng hạn thì chúng ta thì có thể uống nước bình lớn ở nhà rồi chúng ta sang ra những cái chai nhỏ, hoặc là chúng ta mua những cái dụng cụ đem nước rồi chúng ta mang theo nước chúng ta uống. Đó là những cách tiết kiệm, chúng ta tiết kiệm tiền, chứ không phải là mình ở đây là mình khuyến khích các bạn ăn cơm với muối mì tôm. Đó là một cái sự vui đùa nhỏ thôi, nhưng mà ý của mình ở đây á là mình chỉ cần cung cấp đủ cho chúng ta cái thức ăn thức uống để chúng ta có thể sống được tốt là được rồi. Thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ có những bữa ăn ngon hơn, ví dụ như chúng ta có thể đi nhà hàng này nhà hàng kia, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta sẽ đi như vậy để chúng ta trải nghiệm cuộc sống, hoặc là để chúng ta mời một cái vị khách nào đó quan trọng chẳng hạn đó. Thì cái điều đó thì mình khuyến khích các bạn làm, và các bạn biết tiết kiệm từ những cái việc nhỏ nhất để mình có thể làm những việc lớn hơn. Đơn giản là chúng ta có thể ăn uống tiết kiệm lại thì chúng ta có thể có trải nghiệm được những cái bữa ăn sang trọng hơn, để chúng ta biết được cái sự trải nghiệm đó. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái số tiền tiết kiệm trong từng cái việc nhỏ nhất để chúng ta mua những cái vật dụng lớn hơn. Ví như là các bạn có thể tích góp dần dần để các bạn mua điện thoại tốt hơn để các bạn xài chẳng hạn. Ở đây mình không khuyến khích các bạn mua điện thoại quá quá tốt, nhưng mà tốt hơn cái hiện tại thôi, để mình xài nhiều tính năng hơn, ví dụ như vậy. Chứ không phải là mình khuyến khích các bạn mua iPhone đời mới nhất đó, hay là Samsung đời mới nhất. Đại loại là nó cũng không phải quá tay của mình. Mình chỉ vừa đủ dùng, tốt hơn cái điện thoại mình đang dùng những cái tính năng, hoặc là nó bị chậm chẳng hạn, thì mình phải dùng cái tốt hơn. Đó là khuyến khích là các bạn dùng như vậy thôi, chứ không phải là khuyến khích các bạn dùng phung phí quá. Rồi xe, hoặc là khi mà các bạn tích lũy một số tiền lớn hơn thì các bạn có thể kinh doanh nhỏ gì đó. Ví dụ như một mình chúng ta có 2 triệu, 3 triệu hoặc 5 triệu đó thì 3, 4 anh em, 5, 10 anh em thì mình sẽ có được góp lại một số tiền lớn hơn là 10 triệu, 20 triệu, thì lúc đó mình có thể bắt đầu kinh doanh một cái gì đó chẳng hạn. Rồi dần dần chúng ta sẽ tích lũy. Thì ở đây cái câu chuyện mà ăn cơm với muối mì tôm thì mình không phải là mình khuyến khích các bạn làm cái điều đó, nhưng mà ấy mình muốn truyền tải một cái thông điệp là chúng ta có thể
tiết kiệm từ những cái khoản nhỏ nhất mà vừa đủ để cung cấp cho cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thì từ đó chúng ta mới có được những khoản tiền để làm được những việc lớn hơn. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.